Và trước khi mình vào video clip mình, mọi người có thể là bỏ ra 10 giây, 10 like video, đăng ký kênh và bình luận video phía dưới giúp mình. Bạn nào yêu quý mình hơn có thể chia sẻ video của mình tới bạn bè các bạn để mình có thêm động lực làm video hơn nha. Các bạn rất là nhiều luôn. Và một số bạn hỏi mình rằng là anh ơi, em không hiện cái tab sự kiện đó thì em muốn bật cái tab sự kiện đó ở đâu? Thì sau đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách hiện cái tab sự kiện đó một cách đơn giản nhất nha. Và nếu mà trong game các bạn mà không hiện cái tab sự kiện như này thì các bạn tí lát mình sẽ cho cái link trang web của bạn để các bạn có thể là vào cái trang web đó để các bạn làm cái sự kiện lần này nha. Đó, thì để cái hiện cái tab này lên thì nhiều bạn mừng người chưa trở lại như mình này thì nó sẽ ẩn mất cái tab này đi. Thay cho cái đó thì các bạn sẽ bấm vào chỗ sự kiện nha. Anh em sẽ bấm hiện cái tab lên và mọi người sẽ bấm vào phần sự kiện giúp mình. Xong mọi người sẽ bấm vào phần Ultraman. Xong các bạn sẽ kéo xuống phần tìm đến mục AOV kết hợp với Ultraman nha anh em. Xong anh em bấm vào xem ngay là nó sẽ hiện cho anh em cái tab của sự kiện lần này. Thì mỗi ngày các bạn điểm danh các bạn sẽ nhận được 2 lượt nha. Thì hôm nay mình điểm danh từ lúc sáng mình làm clip cho anh em xem rồi đấy. Thì mình đã được 2 lượt rồi. Và mọi người nhớ thời gian sự kiện sẽ diễn ra từ 10 giờ ngày 1 tháng 11 cho đến 23 giờ 59 ngày 23 tháng 11 năm 2020 nha. Mọi người hãy nhớ cái mốc sự kiện này để mọi người làm sự kiện này. Mọi người sẽ có 12 hôm để mọi người làm sự kiện đấy nha. Mọi người yên tâm, mọi người vào nhóm group của mình kết hợp với like và chia sẻ video của mình đó thì mình nghĩ là các bạn chắc chắn là chỉ cần tầm khoảng 5 hôm thôi là mình có thể là sở hữu được trang phục Flotilla Ultraman này rồi. Và trong đây là thể lệ của sự kiện này nha. Thì mọi người sẽ đầu tiên các bạn sẽ thu thập 5 phụ kiện để các bạn sẽ đổi lấy trang phục Flotilla 7. Và tiếp theo thì mỗi một phụ kiện thì mọi người sẽ phải cần 5 mảnh nhỏ ghép lại với nhau. Và mọi người nên nhớ giúp mình có 2 loại. Loại mảnh đó là mảnh phụ kiện và mảnh chia sẻ. Thì mảnh phụ kiện thì dành cho những bạn nào mà tham gia sự kiện, và mảnh chia sẻ thì các bạn có thể lấy cái mảnh chia sẻ đó các bạn tặng cho bạn bè. Ví dụ nhá, các bạn nhận đúng không thì các bạn sẽ có 2 loại. Là thứ nhất là dành cho các bạn, và cái loại thứ hai loại mảnh đó thì các bạn sẽ gửi cho các mảnh cho các bạn bạn bè các bạn. Thì các bạn sẽ không bị mất mát gì, các bạn gửi cái mảnh đi các bạn giữ lại, các bạn cũng chả được cái gì, mà cho đi các bạn cũng chả mất cái gì đâu. Thế anh em hãy chia sẻ những cái mảnh đó dành cho bạn bè các bạn để cùng nhau nhận trang phục và đôi kilo nhanh nhất và đơn giản nhất nha anh em. Đó, và tiếp theo là đăng nhập mỗi ngày các bạn sẽ nhận được 2 mảnh ghép ngẫu nhiên và 2 mảnh ghép chia sẻ tương ứng. Tiếp theo là mục thứ tư, bạn có thể dùng mảnh chia sẻ của bạn để tạo ra mảnh chia sẻ cho bạn bè, và bạn bè các bạn sẽ nhập cái mã đi vào thì các bạn bạn bè các bạn sẽ nhận được mảnh phụ kiện và sẽ không được tăng thêm cái mảnh chia sẻ nào nha anh em. Có nghĩa là khi mà anh em tặng cái mảnh mảnh chia sẻ của các bạn cho bạn bè các bạn thì cái mảnh chia sẻ của các bạn sẽ chuyển thành mảnh vật phẩm cho bạn bè các bạn và nó sẽ không tạo ra một cái mảnh chia sẻ nào khác. Có nghĩa là khi các bạn tặng rồi thì bạn bè các bạn sẽ nhận được một mảnh phụ kiện thôi nha. Đó, và tiếp theo là 5 mảnh ghép phụ kiện có thể mua trong cửa hàng nha anh em. Đó, thì cái mảnh ghép này thì các bạn có thể là mua trong cửa hàng tùy theo các bạn thích phụ kiện nào thì bạn mua luôn cái phụ kiện đó nha anh em. Có nghĩa là cái phụ kiện lần này thì anh em có thể là bỏ tiền ra anh em mua luôn. Có nghĩa là anh em muốn sở hữu trang phục này bằng một cách nhanh nhất và đơn giản nhất, nhanh nhất ấy, thì các bạn có thể là vào mua luôn nha anh em, dành cho những anh em là easy kit thôi. Chứ còn anh em nào mà chăm làm nhiệm vụ một chút ấy, chăm vừa vừa thôi chứ đừng lười quá nha anh em. Lười quá thì khó có thể nào nhận được trang phục này. Anh em chỉ cần chăm nhiệm vụ một chút, làm gọi là chăm một chút thôi là mình có thể sở hữu trang phục này thôi. Anh em yên tâm, 12 hôm anh em thừa sức làm được trang phục nha. 12 hôm. Đó, anh em cứ tin mình đi. Và đây anh em sẽ mua những cái phụ kiện này đây. Đấy, tất cả các phụ kiện của anh em đây gồm có kiếm này, bạo kiếm này, quả kiếm này, bạo kiếm này. Và anh em mua cái này với giá là 99 con huy một kiếm nha anh em. Những cái này bất đắc dĩ lắm. Ví dụ các bạn đến cái hôm mà gần đến cuối hết sự kiện đấy mà các bạn thiếu một cái thì các bạn mới mua thôi. Chứ còn bình thường thì anh em, mình khuyên anh em lên làm nhiệm vụ nha anh em. Hoặc là ông nào mà nhà giàu quá rồi thì có thể là mua luôn, sở hữu luôn nha anh em. Đó, đó mình nói thôi, còn như anh em nào mà như mình ấy chịu khó làm nhiệm vụ một chút thôi là anh em có thể là sở hữu được trang phục rồi. Đây anh em ơi. Và như bạn đây cái xu cái phần là góc bên có hai loại đúng không? Là thứ nhất là cái mảnh vật phẩm dành cho các bạn, cái và cái góc bên phải của anh em. Phần bên phải là anh em chia sẻ cho bạn bè các bạn để bạn bè các bạn lấy cái đó để chuyển thành mảnh vật phẩm cho các bạn, cho bạn bè các bạn nha anh em. Đấy, để dành cho chia sẻ. Thì anh em nên nhớ giúp mình nha. Đấy, như vậy thôi. Rất đơn giản thôi anh em có thể mua bằng một cái là 99 con huy nha. Anh em mua 5 cái là mất tầm khoảng gần 500 con huy thôi anh em, khá là chát. Thì mình khuyên các bạn chịu khó làm nhiệm vụ một chút đi. Ok. Và sau đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tặng phụ kiện như sau. Thì các bạn sẽ tặng phụ kiện như nào thì các bạn sẽ bấm vào phần tặng nha anh em. Anh em sẽ bấm vào phần tặng này, chia sẻ máy này. Đây, từ từ bây giờ mình sẽ tắt lại, mình sẽ cho các bạn xem. Các bạn tặng bấm vào phần tặng phụ kiện nha để tặng cho bạn bè. Đây, khi các bạn tặng phụ kiện xong, các bạn sẽ bấm vào kích vào nó nha anh em. Hiện tại bây giờ mình có 2 lần chia sẻ đúng không? Sẽ bấm vào đó. Tặng phụ kiện này. Xong mình kích vào cái hình mình muốn tặng, ví dụ mình muốn tặng cái tai nghe này chẳng hạn.
sẽ bấm vào tặng, xong mình sẽ bấm vào tạo mã nha anh em. Đây, khi anh em bấm tạo mã xong anh em bấm vào sao chép. Và khi anh em sao chép bấm vào sao chép mã thì nó sẽ copy vào bộ nhớ tạm vào máy anh em. Thì anh em sẽ dán cái này vào gửi cho bạn bè các bạn. Để bạn bè các bạn có thể là sở hữu được những cái bạn bè các bạn sẽ tí lát mình sẽ hướng dẫn các bạn cách nhập mã ở đây. Các bạn sẽ bấm vào bạn bè các bạn chỉ cần và những bạn nào mà quên ấy mà gửi nhầm thì các bạn sẽ bấm vào phần lịch sử nhá. Hiện tại bây giờ mình chỉ một lần thôi, mọi người sẽ bấm vào sao chép mã. Đấy, dành cho những bạn nào quên, không biết cái mã nào, mã gì các bạn sẽ bấm vào phần lịch sử và các bạn tra lại nhá. Sau các bạn copy sao chép xong, bạn sẽ đây. Đây thấy chưa anh em? Sao chép mã thành công nha anh em. Thì anh em sẽ tắt đi. Anh em gửi cái dòng link này của dòng cái git code này cho bạn bè các bạn. Để bạn bè các bạn nhập vào, khi bạn bè nhập vào thì bạn bè các bạn sẽ chuyển đó thành mảnh phẩm đây. Bạn bè các bạn chỉ cần dán vào đây thôi. Và hiện tại bây giờ là cái này là chính bản thân của mình, cái nên chắc chắn là sẽ không làm được nha anh em. Lát thì mình sẽ vào một cái nick khác. Đây sau đây thì mình sẽ vào một cái nick khác để mình có thể là dán cái dòng code này của mình vào cái nick khác để cái mã vào cái nick khác nha. Hiện tại bây giờ là cái link của cái trang web này thì mình sẽ để phía dưới mô tả cho anh em dễ vào nha. Mình đảm bảo các bạn link này là link chính gốc 100%, không sợ mất nick, lừa đảo hay là quá nick đâu nha. Anh em cứ đăng nhập vào đây thoải mái đi, mình đảm bảo các bạn. Đây bây giờ mình sẽ đăng nhập tài khoản của mình vào nha. Không sợ mình lừa đảo đâu, mình đảm bảo anh em 100% danh dự luôn đấy. Và khi các bạn đăng nhập vào thì vừa rồi mình có cái dòng nick, cái nick khác, vừa nick khác bây giờ mình sẽ đăng nhập cái nick khác vào đây. Đây. Tại bây giờ mọi người nhớ nha. Cái chỗ kính biên hình này và tai nghe siêu cấp của mình không có cái nào nha. Bây giờ mình sẽ bấm vào phần nhận mảnh. Mình sẽ dán cái dòng git code của mình vào thôi. Dòng cái dòng tạo mã của mình vừa cái nick vừa rồi đấy, là thành công. Và hiện tại bây giờ là cái tai nghe siêu cấp này của mình đã được thêm một cái nữa rồi. Đó, thì hiện tại bây giờ mình đã có được tầm khoảng 3 mảnh rồi. Thiếu một chút nữa thôi là mình sẽ được full cái này. Và hiện tại bây giờ là cái thời gian sự kiện diễn ra từ ngày 31 tháng 10 cho đến ngày 30 tháng 11 là sai nha anh em. Diễn ra từ ngày mùng 1 tháng 11 cho đến ngày 23 tháng 11 thôi. Thì anh em chú ý ở trong game thì nó chuẩn được một chút, ở đây nó hiển thị hơi sai sai một chút nha. Thì anh em chú ý một chút. Và bây giờ mình sẽ thoát lại cái link kia, mình sẽ tạo một cái link mới đi. Mình sẽ tặng lại cho cái nick phụ ở cái nick chính của mình một cái link mới. Đây mọi người sẽ bấm vào kích đó, xong rồi sẽ bấm vào phần tặng mảnh. Đây mình sẽ copy tạo mã. Và khi mọi người copy tạo mã thành công đúng không? Thì giờ mình sẽ ra hòm thư của mình check xem cái mảnh phụ kiện của mình xem nó còn không nha. Chắc chắn nó sẽ còn, chỉ mất cái mảnh chia sẻ thôi. Tại vì mảnh chia sẻ của anh em chỉ chia sẻ cho bạn bè thôi. Và anh em dùng anh em chẳng tính đâu mà. Và trong cái thời gian này anh em không nên cho ai mượn nick nha. Tại vì khi các bạn cho mượn nick ấy, những cái thành phần xấu ấy nó vào nó bán những cái mảnh vật phẩm của anh em đi là anh em mất toang cái sự kiện này nha anh em. Đây anh em bấm vào cái phần sự kiện này nó có dấu bán này. Một vàng anh em nó phá là nó bán đi anh em, là anh em mất luôn cái sự kiện này nha. Thế nên mình khuyên các bạn trong thời gian này các bạn nên đổi mật khẩu hay như nào đó, không cho những kẻ xấu lợi dụng nha anh em. Đấy, mình nhắc trước cho anh em, nếu không thì đến cái lúc đó thì các bạn bị phá nick thì các bạn lại bảo là mình không nhắc nha anh em. Đấy, ok. Xem nào, bây giờ mình sẽ vừa rồi mình copy mã thành công đúng không? Bây giờ mình sẽ vào cái link trang web này mình sẽ dán lại xem được cái gì nha anh em. Rồi, đã copy thành công và mình sẽ thêm một mảnh nữa. Bây giờ tay nghe siêu cấp của mình bây giờ thành hai mảnh ghép rồi, mình thiếu 3 mảnh ghép nữa là mình đủ được một mảnh rồi. Đó. Và mỗi cái mảnh ghép nhỏ này kết hợp với cái mảnh ghép 5 mảnh ghép nhỏ kết hợp với nhau thì các bạn sẽ được một mảnh ghép lớn. Và khi anh em đủ 5 mảnh ghép lớn như vậy, các bạn sẽ đổi được trang phục Fortilo nha anh em. Đó. Đây bây giờ mình sẽ vào lại cái nick vừa rồi mình copy cái mã của cái nick ở trang web kia, nick khác, xong mình bây giờ mình sẽ copy lại sang cái nick này xem nhận được cái gì nha anh em. Mọi người sẽ bấm vào phần nhập mã nha. Khá đơn giản thôi anh em ạ. Đấy. Cứ nick nọ các bạn sao chép cho nick kia thôi. Nick phụ các bạn sao chép cho nick chính các bạn sao chép cho nick phụ. Tương đương như vậy thì gửi cho bạn bè các bạn, bạn bè các bạn gửi mã sang thì các bạn dán cái mã này vào cái phần nhập mã phụ kiện này là các bạn sẽ nhận được cái mảnh vật phẩm tương ứng nha anh em. Có thể nó cho ngẫu nhiên thôi anh em, tùy thôi. Đấy. Copy thành công, sao chép, xác nhận. Ok. Thoát sang cái nick kia. Và bây giờ mình sẽ vào nick kia, mình copy cái mã này vào thôi là mình sẽ nhận thêm một cái mảnh vật phẩm nữa. Mời đợi một chút nha. Đấy, rất đơn giản thôi. Bạn bè các bạn gửi cho bạn, các bạn copy vào đây là các bạn sẽ nhận được thành công một mảnh vật phẩm nữa. Đấy chưa, vừa cái chỗ kính mắt vừa rồi thì mình được một, à mình được không được cái nào, mình copy hai cái mã kia sang thì mình đã được hai rồi. Đấy, mọi người hãy chia sẻ nhau. Và sau đây để các bạn có thể làm sự kiện nhanh nhất và đơn giản nhất thì mọi người đừng quên like fanpage Phát Vô Ba của mình ở trên Facebook để giúp fanpage của mình sớm đạt được 2.000 lượt like và theo dõi để mọi người có thể là xem những cái sự kiện mới nhất từ trên Facebook của mình và trao đổi nhau những cái mảnh vật phẩm nhanh nhất và đơn giản nhất trên Facebook nha anh em. Tại vì hầu như là các bạn trao đổi mảnh phẩm trên Facebook nhiều đấy. Và sau đây là cái nhóm group của mình thì mọi người hãy tham gia group
cộng đồng Liên Quân Battle Bar này để mọi người có thể theo dõi những sự kiện mới nhất và trao nhau những cái mảnh vật phẩm này. Đó. Rất nhiều cái sự kiện diễn ra tại đây nha anh em. Anh em hãy tham gia nhóm này của mình nha anh em, để cùng nhau giải đáp những cái sự kiện mới chẳng hạn. Và mọi người hãy copy cái dòng code của các bạn vào đây để cùng nhau trao đổi với nhau anh em. Cái dòng mã của anh em đấy. Đây, rất nhiều bạn. Anh bạn ở đây mình sẽ phê duyệt nhất cho anh em. Một lát nữa mình làm video clip xong thì mình sẽ phê duyệt hết. Và bây giờ mình sẽ copy thử một cái của các bạn ấy vào thì mình dán vào đây. Dán nick mình thử test cho các bạn xem nha. Các bạn chỉ cần copy trên Facebook của bạn, các bạn dán vào nick các bạn thôi. Đấy. Đây, bây giờ mình sẽ phê duyệt nha. Đây, bây giờ mình sẽ vào cái nick này. Vừa rồi mình copy dòng code trên Facebook, mình dán đây. Xem nào. Rồi, thành công nha anh em. Rất đơn giản thôi. Đấy, hiện tại bây giờ mình chỉ còn hai mảnh là mình full rồi. Họ tuyệt vời chơi nha. Và khi mà các bạn không có những mảnh chia sẻ đó thì những cái này của anh em nó tối đen luôn, không thể nào mà chia sẻ được đó. Và các bạn xem video clip mình thì đừng tiếc một like lên kênh và chia sẻ video giúp mình, nó động lực làm video hơn nha anh em. Và sau một khoảng thời gian thì cái này của mình, tay anh em siêu cấp này của mình nó đã full rồi anh em. Và hiện tại bây giờ mình thu thập được 1/5 vũ khí nha anh em, để ý cái góc bên trái của mình. Thu thập 1/5 vũ khí rồi, mình còn thiếu 4 vũ khí nữa là mình đủ nhận được trang phục của Nautilo 7 nha anh em. Và bây giờ mình sẽ dừng lại clip đây và cảm ơn bạn xem hết video clip mình. Và chào các bạn, hẹn các bạn video tiếp theo, bye bye.